mấy em con đồng rồi, nó tạm đây con được con đồng con đi. Vậy thì tuần tới có thêm sức, có đức lễ, có con đồng nữa không? Không có. Vậy có con đi nữa không? Có. Tại sao lại đi? Đó là điều của khi không ai hỏi, nhưng mà khi chúng ta cũng phải suy nghĩ một chút. Chúng ta đi, có ai nghĩ rằng mình đi thế này là mình đang diễn tả cái tâm tình yêu mến đối với Thiên Chúa không? Tôi nghĩ chúng ta không nghĩ thế. Có người sẽ nghĩ sao lại yêu mến Chúa, sao lại phải yêu mến Chúa. Mình ở đời này, đôi khi ba mẹ mình yêu chưa hết, người thân yêu của mình đôi khi chúng ta yêu chưa đủ nữa. Chúa đâu xa vời quá, nó yêu nghe, nói với nhiều người, đôi khi nói không thật. Nhưng mà có một cái điều trong đức tin của chúng ta, ta cần phải xác tín. Có một người mà luôn luôn cự tuyệt rằng tôi nhất định là tôi không có cái gì để yêu mến Chúa cả, Chúa ăn thua gì đối với tôi. Tôi nói rồi, một ngày kia Thánh Francisco, một người mà luôn luôn ủng hộ và luôn luôn cổ võ cho cái lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và tin rằng Thiên Chúa ban ơn ngự trong lòng của chúng ta, Ngài đi với một người bạn mà cái người bạn đó là bao giờ chấp nhận yêu mến Thiên Chúa và không thấy có lý do gì phải yêu mến Thiên Chúa. Hôm đó cả hai người gặp một cái người ở bên vệ đường, người đó vừa mù rồi bị bại liệt mà, như là tay chân thì không có thể cục kiểu, không có thể hoạt động được như chúng ta. Thế Thánh Francisco ngày mới hỏi cái anh mà bị tật đó, này anh, nếu như mà tôi mà làm cho anh được sáng mắt và tôi làm cho anh được sức khỏe trở lại, nghĩa là tay chân anh hoạt động như bình thường như bao nhiêu người á, anh có yêu mến tôi không? Vừa nói trời, nếu mà tôi được mà như vậy thì tôi sẽ yêu mến anh hết lòng, và không chỉ yêu mến anh mà tôi còn phải dùng cả quãng đời còn lại của tôi để tôi làm nô lệ cho anh, tôi phục vụ anh tất cả những gì mà anh cần và anh muốn. Lúc đó Thánh Francisco mới quay sang cái người bạn mà từng từ chối là không cần phải yêu mến Thiên Chúa và không thèm yêu mến Thiên Chúa, Ngài mới nói rằng, thầy anh thấy không, cái người này nếu mà tôi đặt cái tình, nếu như tôi thì có khả năng tôi làm cho anh ra được sáng mắt, làm cho anh ra được mạnh khỏe tay chân lại, thì anh sẽ yêu mến tôi và anh sẽ làm nô lệ cho tôi. Thế còn anh nghĩ lại coi, ai cho anh sáng mắt, ai cho anh được mọi thứ tốt đẹp trong thân thể anh, sức khỏe dồi dào, được trí khôn, được có nhiều cái điều kiện thuận lợi, cơm no áo ấm, là được cái tương lai tốt đẹp, chắc chắn không phải tự nhiên đâu, mà là do ơn Chúa ban đó. Vậy thì anh nghĩ coi, mình có đáng để phải yêu mến Thiên Chúa hay không? Chúa có đáng để cho mình yêu mến hay không? Và cuộc đời của mình, anh nghĩ rằng nếu anh nhận được những điều này từ nơi Chúa, thì anh nghĩ việc mình phải yêu mến Thiên Chúa có quá đáng không? Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó, Chúa Giêsu nói hãy yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến là ở trong người ấy. Chúa Giêsu nói đến với các môn đệ của Ngài đó, là những cái người mà yêu mến Thiên Chúa thì sẽ tuân giữ lời Chúa, sẽ sống vì Chúa, sống với Chúa và sống cho Chúa trong cuộc đời của mình. Họ sẽ dấn thân phụng sự Chúa và không bao giờ cảm thấy mình thiệt thòi, cảm thấy mình khổ sở. Người ta nói trong tình yêu đó thì không có đau khổ, và nếu có đau khổ người ta cũng sẵn sàng yêu cả đau khổ đó. Ta thấy những người mà ta yêu nhau đó, người ta không có nề hà những cái vất vả cực nhọc gì hết,
và người ta sẵn sàng làm tất cả mọi điều. Cho nên nếu như chúng ta thực tâm ta yêu mến Chúa thì chúng ta sẽ không ngại cực ngại khổ, không phải chỉ có chuyện đi lễ, không phải chuyện giữ luật buộc. Bởi vì khi người ta yêu mến, người ta cũng sẽ dần dần người ta hiểu được cái tương giao của mình đối với Chúa hay đối với nhau, và thấy được cái ý nghĩa của những việc bổn phận mà chúng ta phải làm trong cuộc sống hàng ngày, tức là bổn phận của đời sống đức tin, đời sống Kitô hữu, phải yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em của mình. Đó là cái điều mà theo nó như là một đòi hỏi. Nhưng mà trong tình yêu, khi người ta hiểu được cái nghĩa yêu thương thì ta sẽ không ngại những điều này, và ta sẽ sẵn sàng làm tất cả chỉ vì yêu mến. Cho nên nếu như chúng ta đặt mình lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta biết rằng Chúa yêu thương mình, và hàng ngày chúng ta cố gắng để khám phá ra những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã làm vì yêu thương đối với chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ sống đạo một cách khác. Chúng ta sẽ không làm như là một sự bó buộc, chúng ta không làm chỉ vì sợ tội, sợ sa quả ngục, sợ không được lên thiên đàng, nhưng mà chúng ta làm vì yêu mến Thiên Chúa, thì như thế nó sẽ tốt đẹp biết bao. Và khi chúng ta làm được như vậy, ta sẽ là người có thể sống trong bình an, sống trong hạnh phúc, và có Chúa Giêsu ở trong lòng chúng ta. Chúa Giêsu phục sinh, Ngài sống mãi và đồng hành với chúng ta trong cuộc đời này, và chính Chúa Cha sẽ đến ở với chúng ta cùng với Chúa Giêsu. Và như Chúa Giêsu nói mà chúng ta sẽ đến, tức là cả ba ngôi Thiên Chúa, Chúa Cha, Chúa Con và cả Chúa Thánh Thần tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu cách đặc biệt. Cả ba ngôi Thiên Chúa sẽ ngự trong lòng chúng ta, sẽ ban cho chúng ta dồi dào ơn phúc, sẽ cho chúng ta có được sự bình an. Và như trong sách Khải Huyền đó, chúng ta nghe là cái thị kiến của Thánh Gioan đó, giữa một cái nơi rất là uy nga, một nơi rất là sầm uất và rất là thánh thiêng đó, thì không cần có đền thờ, bởi vì Thiên Chúa là đền thờ ở trong chúng ta. Nếu tâm hồn chúng ta mà có Chúa ngự trị, có Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự trị trong lòng chúng ta như đền thờ của Ngài, thì có thể nói tâm hồn chúng ta là đền thờ rồi. Và lúc đó chúng ta sẽ có được sự bình an, được sự hạnh phúc. Và cái đời sống đạo của chúng ta là một cái đời sống cũng an bình và hạnh phúc, không có cảm thấy một sự ràng buộc, một sự khó khăn, khổ sở thế nào cả. Nay trong suy nghĩ về vấn đề này, tôi nhìn cái bối cảnh của cộng đoàn giáo xứ Tân Thạnh Đông trong thánh lễ hôm nay, tôi cũng suy nghĩ cảm thấy xót xa. Nhưng mà qua đây tôi cũng nghĩ đến, nó toát lên một cái chất gì đó nó thánh thiêng của cộng đoàn chúng ta. Chúa hôm nay cũng thương, cho nên không có mưa, cũng có nắng nhiều, và chúng ta được có điều kiện để mình che được, và có bàn ghế cũng ngồi cũng tương đối, một cái khung cảnh rất là kỳ diệu và cũng rất là tốt đẹp. Tôi nghĩ rằng ở nơi đây Thiên Chúa vui lòng lắm hiện diện ở giữa chúng ta, vì thấy lòng của chúng ta khao khát, lòng của chúng ta sốt sắng, cho nên chúng ta sẵn sàng thiết kế để xây dựng, để tạo nên một khung cảnh rất tốt đẹp mà. Rồi bên cạnh đó có kèn, có trống, rồi có ca đoàn hát cũng rất là phấn khởi, các em cũng vui vẻ, và mọi người lớn cũng dù là những ngồi góc này ngồi góc kia, nhưng mà chúng ta quy hướng về cộng đoàn ở đây, và chắc chắn Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần hiện diện ở đây. Để lát nữa đây các em sẽ được rước Chúa lần đầu nè, long trọng rước Chúa lần đầu vào tâm hồn của mình, các em thiên sức sẽ được đón nhận ơn Chúa Thánh Thần cách dồi dào nè, và các em bao đồng cũng sẽ tuyên xưng niềm tin của mình. Tất cả những điều đó cho thấy rằng Chúa đang hiện diện ở nơi đây. Và cũng từ cái điều này tôi suy nghĩ rằng có lẽ cộng đoàn giáo xứ của chúng ta thấy cũng buồn, thấy người ta sao nhà thờ rộng rãi quá. Cũng chiều qua tôi đi lên cái xứ giáo xứ Ngọc Thanh dùng định quán để dâng lễ an táng cho bà cố của cha Nguyễn Hồng Phong, đang làm cha sở giáo xứ Hiếu Liêm, thì tới bên đó một miếng đất của nhà thờ mà hơn một mẫu, tôi thấy nhà thờ thì lớn,
từ nhà xứ cũng thiệt là rộng, rồi nhiều cái chỗ đất của ngoài cũng còn rộng, không biết làm gì. À, nói thì cho sợ, nói như khéo léo là tại tôi không có tiền để xây. Rồi ngày nói là không, các em nó không chịu đến đây, không ai chịu đến để ở với con hết trơn, rồi cho nên nó trống lóc như thế này. Đấy, nhưng mà bây giờ ở đây chúng ta có miếng đất nhỏ, tôi hỏi cho sở thì còn hết tình sự ráo hết được chi chừng nhiêu, thì người bảo chừng 2.300. Thì tôi nghĩ thì nghe nó cũng hẹp so với giáo xứ đó. Nhưng mà có khi chúng ta đâu có cần phải tới một mẫu. Tôi nhớ có một cha bạn của cha sở đây nè, cha Bùi Bá Tâm Quang, cùng lớp với ngài ở tại quận 7, tại nhà thờ Mẫu Tâm đó. Ở đó có một miếng đất chỉ có 819 mét vuông thôi, chứ không được 900 nữa, mà ngài làm một cái nhà thờ trong đó có sức chứa là 1.200 người. Ở đây chúng ta có được vậy cũng không mừng. Nhưng mà miếng đất 819 mét vuông như vậy có cái nhà thờ chứa được 1.200 người, có một cái bãi giữ xe được 500 xe Honda, rồi có được 10 phòng giáo lý, có phòng cho sở, phòng cho phó, phòng cho thầy xứ, phòng bếp, và có những cái phòng truyền thống của giáo xứ nữa. Cho nên người ta đã thiết kế lên một cái hầm và 7 lầu, và qua đó nó thấy cái sinh hoạt ở đó nó cũng rất là sầm uất, rất là tốt đẹp. Ở đây tôi thiết nghĩ rằng chúng ta cũng không có đến nỗi tệ quá đâu, chúng ta cũng hơn gấp đôi cái khu vực đó. Mà chúng ta, nếu như chúng ta để cho Chúa ngự trị trong lòng chúng ta, và chúng ta sống với Chúa bằng cái tâm tình yêu mến thực sự, thì việc chúng ta xây dựng, trước hết xây dựng đền thờ của tâm hồn mình là nơi Thiên Chúa ngự trị, và xây dựng cho Chúa một cái nơi mà để cộng đoàn có thể sum họp để cầu nguyện, để phụng sự Thiên Chúa, là điều không phải là không thể làm được. Nhưng mà tất cả đều có thể làm được với ơn Chúa ban. Chúng ta có thể không có rộng để mình xây được nhiều cái nhà, chúng ta có thể lên lầu này cũng có được nhiều cái nơi sinh hoạt, miễn là chúng ta thực tâm có lòng yêu mến Chúa, thực sự chúng ta biết để cho Chúa hiện diện ở giữa chúng ta, trong từng tâm hồn của chúng ta, trong từng gia đình của chúng ta, từng cộng đoàn của chúng ta, thì mọi sự đều có thể. Tôi hy vọng rằng cái điều này nó sẽ sớm trở thành hiện thực với lòng yêu mến chân thành của từng người trong chúng ta. Để rồi với thời gian, với những điều kiện mà rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta tin điều đó, và khi chúng ta quyết tâm với lòng yêu mến, với một niềm tin mạnh mẽ, sống động, thì dần dà chúng ta sẽ có thể có những sáng kiến, có những điều kiện thuận lợi để chúng ta xây dựng. Mà xây dựng trước hết là xây dựng đền thờ tâm hồn của từng con người. Các em thiếu nhi sống đạo, sốt sắng nè, đức tin được phát triển nè, rồi những người lớn thì cũng vậy, lòng đức tin được mạnh mẽ, lòng nhiệt thành yêu mến giáo hội, yêu mến nhà Chúa, và chúng ta sẽ vận dụng tất cả những gì mình có được để góp phần mình vào trong việc xây dựng. Không phải chỉ xây dựng một cái đền thờ, xây dựng một cái nhà, một cái cơ sở vật chất, mà xây dựng trước hết là tâm hồn của mình, cộng đoàn của mình, và xây dựng những cái điều tốt đẹp cần thiết cho đời sống đức tin của cộng đoàn giáo xứ Tân Thành Đông này. Tôi tin tưởng điều đó Chúa Thánh Thần sẽ khai sáng cho tất cả chúng ta. Ngày trước nhất ngày khai sáng, chúng tôi có một cái suy nghĩ về vấn đề này, và tôi tin rằng đó không phải là điều ảo tưởng, điều mơ mộng viễn vông đâu, mà chúng ta rất có thể sẽ làm được. Cũng như là một cái giáo xứ chúng tôi vừa nói đó, giáo xứ bạn của cha sở chúng ta đây, cha Bùi Bá Tam Quang, bây giờ ngài được đổi về làm cha sở của giáo xứ Thủ Đức. Đó cũng chật hẹp lắm, và ngài cũng đang nghĩ đến một cái kế hoạch có nhiều những cái góp phần của các kiến trúc sư nổi tiếng đạo cũng như không có đạo công giáo, thì cũng đang làm phóng lên những cái chương trình rất là tốt đẹp, có thể xây đào những cái hầm ở dưới núi Đức Mẹ, và những cái công trình ở đó thì được mở ra
Tôi cũng tin rằng ở đây chúng ta sẽ có thể làm được những điều tốt đẹp này cho một tương lai tốt đẹp, nơi mà Thiên Chúa ngự trị trong lòng của từng người, nơi mà Thiên Chúa sẽ xây dựng cái đền thờ của Ngài ở giữa cộng đoàn của tất cả chúng ta. Xin Chúa ban ơn phúc lành cho chúng ta. Xin Thánh Thần của Chúa được cũng ban xuống cho mọi người chúng ta, để chúng ta có thể góp phần làm vinh danh Thiên Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn. Giờ đây là phần nghi thức ban bí tích thêm sức. Bí tích thêm sức là giai đoạn thứ hai của việc khai tông Kitô giáo. Bí tích này sẽ ban cho thủ nhân Chúa Thánh Thần để người Kitô hữu trở nên chứng nhân của Chúa Kitô. Nghi thức ban bí tích thêm sức gồm có giới thiệu thủ nhân, tuyên xưng lại lời hứa khi chịu bí tích thanh tẩy, lời nguyện chung trên thủ nhân, đặt tay và sức dầu trên từng thủ nhân. Khởi đầu là phần cha sở giới thiệu các em với Đức Giám Mục. Xin kính mời cha, xin mời các em lãnh các bí tích đứng dậy.